Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Có lẽ là một cái câu hỏi chúng ta đặt ra là khi đi đường dốc với hộp số tự động thì chúng ta đi như thế nào để an toàn, để tránh mất phanh, tránh phải già phanh quá nhiều. Và đặc biệt ngày hôm nay thì tôi lại đang cầm lái chiếc Mitsubishi Outlander mới nhất sử dụng cái hộp số CVT. Và trên một con đường cả một bầu trời hàng ngàn con dốc. Đấy chính là con đường trên cao nguyên đá Hà Giang. Đồng Văn, Mèo Vạc, con đường hạnh phúc đây. Và độ dốc ở đây thì các bạn cứ yên tâm là lúc nào cũng 10% lên hoặc xuống của tay áo. Thế thì như thế nào? Thì mình xin chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân nhé. Không dám nói đúng sai và chỉ chia sẻ thôi. Còn anh em nào có những kinh nghiệm khác có thể bổ sung bằng cách comment bên dưới, để chúng ta có thể giúp nhau có những cái hành trình lái xe an toàn, kỹ năng lái xe an toàn. Đối với cái xe này, hộp số CVT rồi, và chỉ có chỗ đây một chế độ số thấp nếu như chúng ta sử dụng cái cần số này. Nhưng với tôi thì tôi vẫn để D. Đó, độ dốc đang cực kỳ dốc. Và tôi sẽ dùng lẫy chuyển số thì nó sẽ tiện. Lẫy chuyển số này dùng khi kể cả cần vượt lẫn độ dốc. Đấy, các bạn có thể thấy mình không cần phanh. Đấy, độ dốc rất dốc. Cấp số 1, tốc độ chỉ 20 thôi. Các bạn nhìn chiếc xe tải kìa. Đấy. Đó, các bạn nghe tiếng gầm của động cơ hơn không? Ô, động cơ chiếc này rất êm nhá. Đấy. Đó, và số 1, nếu như số 1 vẫn chưa đủ thì bạn sẽ phải dùng thêm phanh. Nhưng khi chỉ cần phanh giảm tốc thôi, đấy, về một cái tốc độ thấp hơn, ví dụ như là 5-10 km chẳng hạn, thì chúng ta có thể thả để chiếc xe nhẹ nhàng trôi đi tiếp với một cái tốc độ rất dễ kiểm soát, đúng không ạ? Chứ nếu như chúng ta mà giữ già phanh trong một quãng đường dài, rất nguy hiểm. Một trong những cái kinh nghiệm mà tôi chạy ở trên những cung đường dốc, đường Tây Bắc, đường Đông Bắc Hà Giang kiểu như thế này, luôn luôn nhường xe tải. Các bạn sẽ thấy một cái tình huống chiếc xe tải nhỏ nhường chiếc xe tải lớn chở tải rất nặng. Đó, chọn một cái điểm rộng và nhường. Tôi hay nói vui với bạn bè là chúng ta hãy lái xe trên những con đường này theo phong cách lái máy bay. Tức là chúng ta quan sát từ xa phía kia đã thấy một chiếc xe tải nặng nhọc đang đi tới, thì ngay lập tức chúng ta phải tìm phía trước những cái đoạn thẳng, những cái đoạn đủ rộng, dừng phanh như thế này, mời bạn qua. Hoặc một cái tình huống nữa là thực tế ngay trước mắt các bạn luôn. Số hơi chở gần một chút, tôi độ dốc giảm mà, sẽ tăng lên một chút. Thì chiếc xe tải phía trước mình không bao giờ xin vượt ở những cái đoạn cua như thế này. Và khi mà xe tải đang phải đổ dốc, đó, cũng không còi. Các bác xe tải chạy ở trên đường núi rất lịch sự. Chỉ cần mình cứ bám theo sau, các bác sẽ nhìn thấy đến một điểm đủ rộng, an toàn, các bạn ấy sẽ lách sang bên phải, xin an. Còn nếu như gặp xe ngược chiều mà mình theo lâu quá, mình cố xin vượt thì họ cũng bảo vệ mình bằng cách họ xin an sang trái, họ báo hiệu cho mình. Đấy. Còn nếu như bạn bèm kiểu là họ cũng không nhường đâu, mà cũng không thể nhường được. Cái thứ hai là nhiều khi là có xe ngược chiều người ta cũng không giúp mình đâu. Đấy là cái mà kinh nghiệm chạy đường đèo nhá. Rồi, quay trở lại cái chủ đề tránh lộm cúp pen, giảm quá nhiệt cho cái hệ thống ma phanh. Các bạn có thể thấy không? Đấy, tôi đang bò xuống dốc, một cái dốc rất cao. Hộp số CVT chúng ta lo rằng đi đường dốc rất sợ không đủ độ ghì. Nhưng với cấp số giả lập, vâng, số 2, độ dốc 10% có lẽ. Đó, và nếu như dốc quá, bạn có thể về số 1 để bò. À đấy, thấy chưa? Mình chỉ cần đi lâu lâu một chút là bạn ấy, đấy, tín hiệu sinh an này, vào luôn. Rồi, cảm ơn bác. Rất lịch sự đúng không ạ? Tự động nha, mình chưa xin vượt luôn, nhưng mà mình bám theo. Đấy, một cái tình huống rất hay. Còn đối với những chiếc xe mới, nếu như chúng ta đang đi như thế này với một cái tốc độ quá nhanh thì chúng ta vẫn dùng phanh bình thường. Bởi vì các hệ thống phanh bây giờ trên những chiếc xe này thì quá ngon rồi. Nhưng một cái kỹ thuật mà giúp bạn có thể chạy với tốc độ tốt hơn và vẫn an toàn trên những đường đua thì cũng xin chia sẻ với các bạn như thế này. Các bạn sẽ áp dụng cái kỹ thuật chạy racing line một chút. Tất nhiên không phải là biểu diễn, nhưng mà chúng ta sẽ ứng dụng vào cái thực tế như thế nào.
Ví dụ tại khúc cua như thế này, đến điểm phanh các bạn phanh lại, các bạn giảm tốc độ đồng thời về số, ví dụ số 2 chẳng hạn, và giữ cua. À, phanh lại như này, qua đây, giữ cua. Sau đấy thoát cua các bạn đẩy lên. Và nên nhớ rằng khi đẩy khi thoát cua lái phải mở ra thì đấy mới là đúng, còn nếu không lại như thế này chiếc xe nó sẽ bị chao đảo và người ngồi bên cạnh rất là sai. Thì khi như vậy thì bạn có thể lên dốc, bạn có thể xuống dốc, không vấn đề gì lại. Và nếu như trên những cái đường dốc như thế này có cái lẫy chuyển số sau vô lăng thì hãy dùng một cách phù hợp. Đó. À, các bạn sẽ thấy rằng tôi sẽ đẩy lên được một cái tốc độ cao hơn. Và đến điểm phanh. Phanh. Về số, giữ cua. À, cua gấp như thế này ạ. Nên nhớ rằng vào cua đừng có ngoằn lái nhiều và lại nhằng số này nữa thì rất khó điều khiển. Lại lên ạ, lên số 3. Rồi, đến đây. Điểm phanh về số. Bắt đầu giữ cua. Thoát cua, tăng tốc. Đẩy số lên, thoải mái không ạ? Lên hay xuống thì chúng ta đều sử dụng cái lẫy chuyển số này. Còn nếu như trong trường hợp không có lẫy chuyển số thì các bạn dùng cái cần số này. Thường thì đối với những chiếc xe mà có những cái chế độ số cộng trừ thì các bạn sẽ dùng tương tự như vậy. Tuy nhiên tôi thì vẫn khuyến khích là nó có lấy chuyển số này dùng dễ hơn. Còn trong trường hợp không thì bắt buộc chúng ta phải dùng cái này thôi. Thì mình sẽ phải thao tác chậm hơn một chút, bởi vì mỗi lần xuống chúng ta phải chuyển cái tay lên. Đấy là lý do vì sao chiếc Outlander này tôi cũng rất thích cái lấy chuyển số này. Bản 2.0 cũng có rồi. Như vậy nếu mà chúng ta chạy đúng kỹ thuật như vậy thì cũng sẽ không lo cái việc mà mất phanh rồi là nóng má phanh quá, đỏ má phanh, dội nước và cháy xèo xèo, kể cả lên dốc lẫn xuống dốc. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta chưa thông thạo các kỹ thuật phanh, trả số phù hợp thì bí kíp là hãy dùng chế độ số thấp khi đổ đèo. Đó. Thực tế là có một cái chia sẻ, nhiều ý kiến cho rằng là lên số nào thì xuống số đấy. Với cái kiểu các hộp số 4 cấp, 5 cấp ngày xưa mình nghĩ là ok, bây giờ với cái số 10 cấp, 8 cấp, 9 cấp, 10 cấp thì mình nghĩ cái lý thuyết đó nó không còn phù hợp nữa. Mà chúng ta hãy cảm nhận được cái tốc độ. Ví dụ khi lên, nếu mà chúng ta cảm thấy yếu chúng ta nên về số để lên, lấy đà lên tiếp. Nhưng nếu khi đổ xuống quá nhanh, bạn có thể lên dốc bằng số 3 nhưng bạn đổ dốc đôi khi bạn phải số 1. Bởi vì độ dốc là khác nhau. Khi lên có thể 8%, nhưng khi xuống nó lại 12% thì sao? Thì như vậy lên số nào xuống số đấy mình nghĩ không còn chính xác với những cái hộp số nhiều cấp ngày nay nữa. Đó. Và như vậy chúng ta phải cảm nhận được cái tốc độ và chúng ta lựa chọn cấp số phù hợp. Còn nếu như mà chưa quen được thì các bạn hãy cố gắng phanh về các cái tốc độ nhất định để giảm tốc đi. Đó. Còn nếu như không thạo nữa thì thôi tốt nhất đừng lái. Các bạn sẽ thấy rằng đang số 2 này. Ví dụ mình là một người mới lái đi. Ok, nó dốc quá mà không muốn ra phanh nhiều, bạn về số 1. Thì tốc độ nó về sát 5 đến 10 km/h bạn thả đi. Thả xem hết cái đoạn dốc này nó là bao nhiêu. Bao nhiêu ạ? À, nếu mà xuống dưới con đường sâu ở dưới kia thì các bạn sẽ thấy rằng mình nghĩ cũng phải tầm vài trăm mét. Đó, tốc độ cũng 20 thôi. Như vậy là khi mà bạn tác động vào bàn đạp phanh, bạn cần giảm thì cái lực tác động vào bàn đạp phanh nó cũng ít đi. Như vậy cái quá trình chuyển đổi năng lượng nó sinh ra nhiệt thì nhiệt độ nó cũng giảm đi. Như vậy thì giảm thiểu cái khả năng mất phanh, giảm thiểu khả năng lộn cốp pen. Đó, có đúng không ạ? À, rất đơn giản. Đây, tôi để số 1 tôi trả. Ngắm cảnh, đường rất dốc. Đó, các bạn có muốn tôi tấp sang bên đây để các bạn xem cái vực tấp vừa rồi. Cả tà ly không sợ đấy. Đấy, anh quay phim anh quay hộ xuống thôi cái con đường phía dưới đấy. Như cái mâm xôi đẹp phết nhờ. Như cái green của Sơn Góp ấy. Đấy, các bạn sẽ thấy những chiếc xe máy bé như con kiến ở dưới kia. Được không ạ? Đấy.
Còn qua cái góc máy phía sau lên hoặc nhìn hai bên này, bạn sẽ thấy rằng cái độ dốc nó bình thường, nhưng thực chất ở đây đang là 10%. Rồi. Vậy chốt lại nhá. Xin chốt lại này. Đối với những con dốc như thế này, đến điểm phanh chúng ta hãy phanh giảm tốc, đang D đúng không ạ? Đó. Thì chiếc xe như kiểu như thế này thì nó sẽ lựa chọn các cấp số phù hợp với tốc độ. Để số 1 bỏ. Nếu như nhanh quá vẫn không đủ thì bắt buộc bạn phải phanh giảm bớt đi. Còn nếu như mà nó siêu dốc cắm thẳng xuống thì thôi, phanh dừng. Nhờ người có kinh nghiệm hơn lái. Đó. Rồi, còn các siêu nhân trên này thì có một kỹ năng tôi nghĩ là đặc biệt, là đi những chiếc xe máy này ép số, gọi như là ép về mo, gần như ép về mo thả trôi. Siêu nhân đấy thì mình chịu rồi. Đó. D đúng không ạ? Rồi, 2. Vẫn nhanh, 1. Đấy, gần động cơ. Rồi. Ghim lại, đang 30, ghim lại. Đây, đoạn này dốc lắm này. Đấy, ghim lại đi. Bao nhiêu nữa? Vẫn tầm 25-27. 25-27 mình dễ kiểm soát thôi. Đến cái đoạn giảm dốc hơn thì lại về 20. Số 1. Chậm quá ta lại lên cho máy đỡ gần. Cũng không nên để máy nóng quá, đúng không ạ? Rồi. Nếu như đến đây mà lại dốc quá thì mình lại phanh, lại trả về 1. Đấy, thì cái quá trình phanh nó chỉ diễn ra trong vòng khoảng 1 đến 2-3 giây để về cái tốc độ tương thích thôi. Rồi, chốt lại. Các vấn đề là chúng ta hãy lựa chọn các cái tốc độ phù hợp và hãy sử dụng phanh động cơ. Đó. Trên các cung đường như thế này, các bạn sẽ có một cái hành trình an toàn và các kỹ năng lái an toàn. Còn bất kỳ các bạn nào có các ý kiến chia sẻ về các kinh nghiệm lái xe trên đường đèo, đổ dốc lên leo đèo các kiểu, rồi là nhường xe tải vân vân, các bạn có thể chia sẻ thêm cho chúng tôi bằng cách comment thật nhiều ngay bên dưới video. Và đừng quên chia sẻ cũng như subscribe kênh giúp tôi nhé. Bye bye. Các bạn ơi, nếu các bạn đã xem được điều gì đó có ích hôm nay thì hãy cho chúng tôi 10 lượt thích và hãy chia sẻ video nhé. Bên trái hoặc bên phải màn hình là một số video mà tôi nghĩ các bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp chuột vào và ủng hộ Auto Daily nhé.